Muốn ẩm tôi biểu hiện. Trời ơi. Không. Ủa các bạn ơi, cái chuyện đâu rồi, sao vậy quá. Trời ơi, sao vậy? Ở chấp anh động anh. Chính thức vậy quá. Sao không thiết liệt của anh và anh đậu? Hello các bạn, mình là Phúc Đầu Bự này. Còn đây là Thiết Đầu Banh. Ok các bạn. Còn đây là cu đồ đầu bùi đầu bùi. Thì hôm nay là ý tưởng sao Thiết mày nhìn chú ơi. Hôm nay thì là ta sức mày không nước không? Mời các bạn không nước nha. Chị mẹ. Chị lừa mấy đó, chị trao mấy đó. Ủa chân mày anh muốn làm mắm tôm mày. Ta sẽ cho cái chai nước mắm này lần đầu của ông Phúc nha. Đầu của mẹ vậy. Tao đang ngầu đây mà. Điên sao vậy Thiết? Thì mình sẽ chơi cái này các bạn. Cái màn đây là thốn đến tận rốt. Sao số bây giờ tao tưởng mày mua về mà làm bún đậu mắm tôm chứ ai ngờ bây giờ. Trời chứ điên sao đây. Bây giờ mày về mà kêu làm clip trôi mà. Đây là cái chai mắm niêm mà các bạn mình mua 15.000 một chai. Tao không tin đâu. Được rồi thôi. Đúng mắm niêm các bạn. Sẽ bay mùi dữ Phúc. Cho mắm niêm mà chẳng lẽ nó bay mùi nước mắm. Mắm gì mỗi cái lại anh hai. Lấy cái nước này cho nó. Đâu, lấy nước đâu còn cái đó lại luôn. Cái đó lại chiều ăn bún đậu mắm tôm nữa chứ. Sao? Không chiều tao mua thịt luộc không? Thịt luộc là thịt heo. Cũng lắm mờ. Cũng lắm mờ quá rồi. Thịt chó sao cũng lắm mờ mày. Thịt luộc lắm. Thịt luộc cũng lắm mờ ngon. Chứ ăn cơm mà tao nói mày nó ngon. Một cái thịt đùi á ơi xì. Không thịt đùi nó ngon thịt ba chỉ á. Thịt đùi mà ngon thịt đùi toàn nạc không mà ngon. Nạc không mà ngon. Có mỡ có thịt nó mới ngon chứ. Đùi luộc nó. Cái này cũng mỡ luôn. Cho gái đậu mẹ vô kiếm mấy con mà nạc không ốm tiêu vậy thì sao được. Phải vô có thịt nữa da có thịt có mỡ không chút chứ. Nó mỡ nó muốn mất. Đồ cay nhất mà đổ nước không nó mệt quá chứ. Điên là sao vậy? Nước nó thấm là đây là nó mới thôi. Tôi hiểu rồi. Chút nữa đụ mày nó rớt một cái vô đều ông nó vô. Đúng rồi, chút nhiều đây mà nó thúi tao tận đây các bạn. Mình sẽ cho nước vào. Nước lọc thôi nha các bạn. Trời ơi. Chút nhiều đây đụ mày tắm 3 ngày nữa chưa hết thâu. Bà mắm tôm này mà. Để mắm cùm là mắm tôm thiết. Mắm cơm vậy đâu phải mắm tôm nào. Cơm à. Hầu hiếm á, được đâu. Điền sao không mất chai luôn nha. Mày nằm mấy béo chiều ta khổng lồ mà tao mà chịu ngấu. Trời anh hai mà mày mướn anh hai ngầu vậy gì mày kêu nó lạng mẹ cho anh ngầu gì chặt mấy quầy vậy. Uống xem chưa. Thở này. Mình chứ muốn ở. Anh lạng cho anh ngầu gì chặt mấy quầy mệt dưới này. Mấy công rồi mà em đang lên thì em lấy hình con chó đồ mà em ghép cái mặt nữa nó khô. Cây mà giá chỉnh gần quốc đại. Giờ mình sẽ trao cái bạn. Bữa tao nghe quốc ông nói gì cây gì gió gì bữa anh quốc anh nói như mày cây muốn lạnh mà gì gió muốn lạnh mà cái gì không muốn ngừng bữa nói gì mà tao coi video mà tao thấy anh nó nói cùng cùng vậy nó chú ở đó nó mệt chú tí mày luôn làm được hôm nay coi tiếc nó tăng lương nó đủ việc bây giờ sao xin cậu cậu chú cầm cái cái này đây cầm cái trên giờ cầm trên cái cúng cậu ở thiết xếp mà máu mưa xin con nào tiếp tách mấy sao đỡ mấy nổ rộn tốn xe nhập thử đá trả thêm một giá trả nổ dịn nhàng cho nó bùng ra cái nó chịt bùng này nó chịt nó thúi thiết đi mẹ luôn bên đây xuống nhà nước nó xuống lại nó bông 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 thử lên đó anh hai thấy xong rồi anh bóp cái đít lên lại cho nó qua bật lại kéo lên xíu lại nó sẽ thấy chưa cầm lại anh hai chết rồi cái con pha nữa thấy không nói chung anh hai sao không làm anh được hết các bạn được rồi như lại được nó sức cái ngu này không đỡ tao bùm thêm chứ nữa khúc tao bùm nữa anh hai đừng có nói anh làm cái gì anh làm anh vậy chầm đi này vui quá thôi đưa tao đi tao làm cho đầu cho anh khỏi đầu đây mấy bằng bấm cái nữa đầu tao ra tao phụ cho anh hai làm anh vậy xong rồi thực hành đi các bạn anh hai đó vậy đơn giá ở đâu đây chém nào lấy dưới dữ anh hai đứng đây quay rồi mẹ đứng đây quay xe tải nó ủi nữa thí mẹ luôn đấy đây bay cậu bay vô chơi chơi đây tính được nha giờ là bán tiền nha cái ngàn Đụng cậu bấy vô này chỗ trao vô đó đếm kia vô đó vô mày lạnh mẽ đấy chị mày đứng đây đứng trong rồi vô cái thiết vô đi anh hai còn mấy cái nữa giờ còn 5 cái nữa một lần trao là 10 ngàn thắng được gấp 3 chồng trao 5 cái là 50 ngàn từ tớ từng người thả lắm chúng cho tại mày chị một rồi Anh coi tai biến anh hai. Ba lần rồi nha, còn hai lần nữa là xem rồi nha. Vô được một cái rồi nha.
một cái nhân bao vẫn lờ mà. Đồ. Vô được bè cái. Bè cái là người bán rồi. Bè cái là nhiêu tiền hay? Bè cái là nhân ba lên 90 ngàn. Mà trừ cho ổng 50 đây còn 40 đúng rồi. Dạ. Vẫn lờ. Mày sao trừ? Đấy là ông đưa 50 ngàn á. Đưa cho giờ chúng mua 40 mà nè. Ê, tha anh vừa phải thôi. Anh chờ nãy giờ đủ rồi đó. Đỡ đỡ ông chờ trả xong nữa đi. Tao cho 40 giải. Dịp mẹ đây, tao chờ. Ông về. Tao được tao chờ. Ông đi bán tính đi. Bán đứng đây. Ông đi bán tính đi đừng có cái vô này. Mày có muốn gì anh hai? Ừ, rồi muốn gì? Giải đây. Cậu về đều mà chờ. Cái đây là dành cho những đứa ngay thơ tao. Đánh nhau chống lại là mấy đứa mà mày tao mới 20 tao nghĩ sao không có đâu đâu về thằng về chờ đâu. Rồi đi. Anh hai anh tiến tao ấy. Mày anh còn buông thằng ông tao nữa. Buông để sửa rồi. Anh tao. Chút nữa anh tao. Mày không là buông để mừng. Mày giờ mà tao đi, tao muốn nước đâu. Ông có tiền hàng từ. Tao trả lại cậu anh hai 40 ngàn cho cậu biển chơi tiếp. Hả? Tao cho. Đó tao lỡ 4 cái tao cho. 4 cái mà cho. 4 cái nữa ai cho chứ mà bé. Thôi. Như vậy, tao sao chứ bằng. Ha. Tao mới mua nước mua rồi cũng phải chứ bằng nhá. Này chú. Tao chào. Ờ tím nào, tím nào. Mẹ nó. Để tao chào trước cho. 1 cái nữa, 1 cái nữa. 10 ngàn nữa. Trời. Ai út. Đó. Để cho anh đây. Để cho anh hai cho cậu bị. Cho nữa. Ông còn hai cái nữa mà cho hết tiền luôn chưa? Đâu, luôn. Hai cái nữa đây. Đâu. 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 Luôn. Đâu. Đâu. Luôn. Đâu. Hết tiền. Đâu. 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 Mà thấu, thấu gì nữa mày, ông cho 50 ngàn 5 lần đó mà thấu gì nữa. Vậy là tao trúng ăn được nhiều. Xong rồi. Nhân ba lên. Một cái nhân ba lên, cứ một cái 10 ngàn là trúng 30. 150. Biểu dữ mày. Ai út mày. Ai mày đây tao cho. Không biểu. Rồi đúng xe. Xe này chứ. 1 2. 1 2 3 vô. Hay dữ không? Phải mở chứ. Con chưa giờ hát mà. Cái thứ ba đây nha. Cái thứ ba. Giờ cái đây cái thứ tư nha. Đâu từ từ vô. Được cậu ấy. Được cậu ấy. Hay quá cậu bé ơi. Đồ quá cái đây. Mà sao ấy là đơn hỏi cậu. Chưa quen cậu. Mà sao cậu không đậu vô ở trong cái thùng. Sao cậu đậu vô thùng lại banh mình cho sao đi đâu vậy. Cả nước vậy. Hử. Má mẹ bê cho liệt cứu lẹ bê. Ý là cậu mới ăn muốn đậu mắm tôm. Sao nghe mùi muốn đậu mắm tôm nữa bê. Muốn đậu mắm tôm nữa bê. Trời ơi. Không. Cái gì trên đầu rớt xuống hả cậu. Gì. Ở trên bụi cây rớt xuống hả. Chết mày mẹ bê cho bê quen. Không biết. Không biết. Trời nó đổ ra. Nó xuống á. Trời ơi, đổ quá. Cầm lại tay chút mà nó bay mùi. Mấy nó bay mùi. Sao dúng mắm tôm vậy? Mắm tôm cái gì? Mẹ chim cao nha. Trời ơi. Chết mẹ. Giờ tới bây giờ quá. Trời ơi, cái mùi này mùi gì? Quê mày mà mày chán đi chân lẹ mày. Ừ. Mày đi hết chuyện mày đi uống chuyện hết con này con chưa uống chuyện này. Chú mày tự nhiên có ở đây nè nó xuống á. Mày mày khùng điên này tao đi. Con mày băng bóng mà. Mày mày nói tiếp nữa tao chọc má mày luôn không? Anh hai coi chừng anh lớn anh coi chừng nè anh hướng má mày. Thôi 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 không. Nếu mà mày nữa mày chơi ghiếu lẹ mày. Còn quay phim mày nãy mày tao ní dính cái kia vô mày tại sao mày. Ê, cậu đậu cái banh đó. Quen cái banh cậu đậu quen đó chi. Ê cái banh đó tao tưởng nó cái đó banh ảo lên. Mất mất người ta đang cho mày bên nhà vô. Mất chị vô anh này. Cái gì anh mất nốt gì vậy. Cái bằng bấm rồi anh đào đào xuống á. Đúng rồi. Nhớ mày tao nha. Sao thích thì kẹt hàng luôn đi. Quý lộn đi. Cậu mong nậu mẹ. Cậu mày mày cha mẹ. Bé bị ghiêu xong rồi thấy tao túi á. Ở gì vậy? Đứng tấm này đứng lâu quá. Gì vậy? Gì vậy? Cậu muốn gì động? Quá đâu anh trời. Gì vậy? Cậu muốn gì động? Chút nữa ta sách trứng rồi tụi mình giết mẹ. Ừ. Sách trứng rồi nè. Ê, có gì không? Có không? Có sách trứng lên thì không? Đấy là có không? Có sách trứng lên không? À, sách trứng rồi, có trứng rồi. Đấy là ôi cậu bị tôi có xe trứng không mày? Có cái trứng cà bè chủ quán sao? Ừ. Có xe trứng hay không? Bè chủ quán có bè đâu? Có xe trứng không? Không. Bè chủ quán mày là bè chủ quán mày là mà. Có xe trứng, có xe trứng là chút nữa mày biên quắc mày đậu ra trứng đừng đừng có biên bóng nữa. Lộn mày đang trong bóng đậu trứng sao quan ngoài chút nữa cậu bén lên đụng mày chí cậu bén luôn hai lộn cho tàn sát ngu chữ mày. Đụng mấy lẹo trứng không? Ừ. Đấy, cái banh nhỏ đây dở không nãy nè, đó. Rồi, rồi. Hả? Đấy vậy? Đừng rồi, nếm bánh mà thôi, nhận trắng không? Trong đây, có thường. Trong quy ra, cách trong quy ra. Trong quy vậy mày? Để đây anh hai, anh cho đi, cửa không đi.
Đây. Đây vô. Đồ mày tờ, có tiền không? Có giờ cho mày yên lại không tiền anh. Vô một cái nhân ba. Mẹ cô đồ chờ không vô kì hết. Tao không vô mất 50 ngàn. Vô coi coi. Quả chết cái gì mà tao không có. 50 ngàn anh mua 50 ngàn kìa. Tao mua 50 ngàn cái đó. Ừ. Trời ơi, đeo là quýnh đeo là. Mày cái thùng giấy mà làm cái gì dữ vậy? Đưa đâu, mày đâu mày, bao cái tay xuống. Đâu, không đâu. Không vô. Mày có quýnh đâu, mà nó quýnh đâu. Ừ, thơm hay. Mẹ, chịu quá. Anh Thanh, cầm anh Thanh. Ní quất, ní khác chơi. Anh hai cho anh hai. Đi. Tài tư. Ní là tài tư. Anh đi vô rủ mấy đứa học sinh tự học nữa. Chơi anh. Mấy đứa học sinh này. Đụng mà tụi em lớp. Tụi em lớp nhỏ. Chạy anh. Ừ. Đây. Em cho đưa tiền đi. Đưa đậu. Đậu. Nó mẹ mày quá. Mẹ nó bắt kẹt nữa không? Muốn đi mẹ luôn. Đây vô anh chơi. Cái đầu kè mà mất kẹt tụi đéo hả? Tụi phải tự vô chỗ đang chơi về hả? Đó, nghe nè. Đây nè. Chỗ người lớn này chơi rồi vô, ai? Đâu, rung 50. Ai chưa? Tụi phải chụp trẻ sáng nể đáng được rồi, tụi mấy dân quất rồi. À, mua 10 ngàn cái, một cái rung 50 á. Hai đầu nha. Hai đầu. Bè, ta. Ní mẹ. Đâu, rung 100, đồ quá bỏ 50 mà rung 100 ngàn rồi. Nam. Đâu? Đâu? Đâu 100 ngàn. Lào được 50. Lào được 50 ngàn đây. Tiền đâu? 50. Nè. Tại trời, tại trời. Cảm ơn tiền ra. Tao chứ đừng mày. Ê, cậu lào, chú lào được 50 này. Ừ. Tao mua 50 nữa này. Đó, tao mua 50 nữa này. Đó. 50 5 cái. Kiếm 2 rưỡi. Ừ. 50 là kiếm 2 rưỡi đúng rồi. Được vô là 2 rưỡi. Vô được 5 cái mới 2 rưỡi. Nè nè đi. Nè anh quốc. Nè anh quốc. Đói. Nè nè mấy thằng cũng chơi. Nè anh quốc. Nghĩ nè, mấy thằng đếm có tiền mà nghĩ nè kìa. Bây giờ, quả chết đụng mình, 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 có chứ còn hai cái con hai mà anh điên sao vậy anh? Hai cái cho tôi chọn cái được không? Cho tiền ai ấy? Tiền ông cũng được cho tôi có tiền. Chào 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 cái này chào chào cái. Ông anh không có tiền này, nhưng mà từ từ chuẩn bị lại chứ. Vô một cái là kiếm 50 anh quốc. Nhanh, đây đi. Đâu anh quốc? Sao mà đó được? Đâu anh quốc? Mày nó nào vô chứng này. Kia này. Cú đồ kia này quá. Chào. Chỗ nha. Sao đó? Không có bạn ơi, cứ chịu đâu rồi, sao vậy quá. Chào, sao vậy? Phải cho anh ảnh đậu mà. Chứng cứ vậy. Sao thiết liệu anh ảnh đậu? Mẹ, tôi vậy. Thằng này cho bảo những thứ gì mày? Hử? Ai biết anh, ai biết anh? Mày nghe anh ai? Ai biết anh? Đồ mẹ tôi cứu nè, em cho anh, em không quen không? Đó nè mày nhận tôi. Mày gà hả? Ai nữa? Mẹ mày gà làm. Mày gà làm có đây mà mày gà. Anh Quốc, anh Quốc. Anh Quốc, anh Quốc. Anh Quốc, em nói anh Quốc như này, anh Quốc. Là cái trứng thú này chỉ có cậu bấy gà thôi. Là hôm nay anh bấy gà, ông nghĩ ra ý tưởng này, ông cầm trứng lên kêu bia anh đó. Bây giờ anh ngồi anh chờ đây. Chuẩn bị em nói 100% cậu bé ông cầm bị trứng thú lên tiếp này. Anh bỏ ông luôn. Đúng lúc bắt đầu muộn đâu. Bây giờ anh ngồi anh chơi. Anh đừng có chửi tụi em. Giờ tụi em là y như là ông đưa tiền tụi em làm vào làm người này mà anh đúng không? Chuẩn bị nha. Ông cho tụi em thành 50, anh vô là lầm trứng thú bia vô à. Dàn cảnh nó bia vô trong đầu anh á. Bây giờ anh ngồi im nha. Ông lên là anh bỏ anh liền nha. Anh nhây là anh muốn liền nha. Gọi cậu bé lên, gọi bé lên. Gọi bé gọi. Bé cậu bé vô. Anh mất quá, cậu bé vô, cậu bé vô. Bỡ luôn. Ông cậu. Đụ cái thằng ấy. Ấy à. Trời quân. Chết rồi. Mày mày, 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 ôi trời ơi, cái gì vậy ông? Cái này là tao dơ. Trời ơi, thuốc. Mẹ mày lại lớp mình dơ dữ không? Mẹ mày ra điện trời ơi, em cuối độ mẹ ông lên chạy bảo trâu quay vui không? Đâu mày nói à?
ông trời xuống đâu anh đây mắm tôm đâu giờ đang chứng nữa ông mẹ mày 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 ơi chưa mày chứ mày ông trời chơi mày trả đi trời mày trả rồi trời anh bớt tự nhiên mày lấy trứng ở tao mày anh bớt mày điên hay sao ở đây anh thấy ai cầm cái bưng trứng vô bia không mày thấy không ông nha mày nói tụi nó cho tao nguyên cái đầu mắm tôm luôn mày tao đem trứng lên tao quay này nó đồ mày cho mày trứng ông chỉ có ông là mày tao cái trâu mày đâu tự nhiên mày vậy quấn cao vậy bây giờ ông Phan Quốc chơi bây giờ có hỏi cậu này phải cậu chơi không tao chơi với mày phải anh chơi không 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 phải thì đây này ai ở kia ông chơi vậy cái trái này hả còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu mẹ mày ấy đâu mày để làm giết cơ giết cơ để mẹ giết giết cậu mày túi giết dễ làm giết cơ đâu mày không hớt được bao con trai tôi bi không tình yêu.